À, dạ vâng ạ, em Luân xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác nhá. Em Luân phục vụ các bác hết công suất thì thôi. Vâng ạ. Đi hát anh đi. Ok, anh đi hát đi. Vâng ạ. À, các bác ơi, hàng về các bác ạ. Hàng về những ngày cuối năm rồi các bác ạ. Buồn lắm các bác ạ, hàng không về sớm hơn. Tết rồi mới về. Hôm nay là phải nói là phục vụ các bác rất nhiều những bộ sản phẩm lên được. Xe khách, xe ôm, taxi, các bác đến nhà đủ cả. Các bác ơi, em về thêm được 6 đôi loa lời các bạn. 6 đôi loa lời của B3 hàng bãi các bạn. Đời cao lắm. Mã số của nó các bác nhá, SAK vâng ạ. 208 các bạn. Loa lời thì các bác biết là từ trước nay em vẫn bán dòng X8i. Màu đen và giá của nó là 4,2 triệu các bạn. Nó là một bát 20, một chung 10. Nhưng mà cái loa này đẳng cấp hơn, đời này đẳng cấp hơn. Nói chung là nó là dòng vua loa lời trên tài cả X8 các bác nhá. Giá trên 5 triệu một đôi. Dòng này sử dụng bát 20 tiếp kèn các bạn. Đấy, tiếp kèn không phải tiếp giấy nữa các bác nhá. Ok chưa? Mọi người có nhu cầu liên hệ cho em nhá. Đấy. Và đây ạ. Các bác nhìn anh Thắng lại có mặt này. Đúng không ạ? Anh Thắng xe ôm này có mặt đây. Lại chở đến tận nhà cho các bác này. Rồi, hàng cuối năm về xe khách Thắng vừa chở đi Phú Thọ các bác nhé. À, chở đơn đi Phú Thọ. Có tí có thể chửi gửi đi Phú Thọ các bạn. Vì là Phú Thọ trong những ngày này xe không qua nhà em nên phải chở lên trên thành phố để gửi. Tí nó gửi cho anh ở Bắc Giang một con đẩy 8004 nữa nhé. Anh chuyển hết tiền rồi này. Xong lại gửi cho anh Quyết ở Sơn La một đẩy 9004 và một vang 320 nhé. Anh cũng chuyển hết tiền rồi các bạn. Đó. Còn đâu nhỉ, lúc về đây. Như vậy vừa về đây các bạn. Hai quả súp điện B3 bát 50. Những ngày này hàng mới về các bạn. Đây là một quả súp điện này. Em về hai quả súp hơi B3 các bạn. Đây anh em cho trong đây. Đấy. Súp hơi B3 bát 50 các bạn nhá, hàng xịn. Đây một quả hơi, đây một quả hơi. Còn em về hai quả điện nữa, giới thiệu qua toàn thể các bạn. Đây là các anh về mấy cửa hàng từ hình như anh ở Lam Sách đúng không ạ? Bắc Linh. À, Bắc Linh à? À, Bắc Linh không phải Lam Sách. Các anh chốt nhanh lắm, nói chung là ngày Tết các anh chốt rất là nhanh. Đóng riêng ra. Đây là một quả súp điện, còn một quả súp điện đâu nhỉ? Em về hai quả súp điện B3 các bác nhá, bát 50 dòng hầm. Hai quả súp hơi B3 bát 50 dòng hầm. Đây một quả B3 đây đúng không? Đây. Súp điện B3 50 anh em nhá. Ok chưa ạ? 6 đôi loa B3 lời. Đây là 6 đôi loa lời, hàng vẫn tiếp tục về cho toàn thể các bác. Đó, về sớm thì em rất vui nhưng mà về muộn quá các bạn. Này. SAK20 các bác nhá. Em giới thiệu lại là quả này là tép kèn nên nó rất là hay. Nó hay trên tài cả X8 các bác nhá. Hay trên tài X8, nhất trí chưa? Ok, các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì alo cho em nhá. Cảm ơn toàn thể các bác của anh em rất nhiều. Em xin chào toàn thể các bác và hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo nhé. Các bác xem qua một số mặt hàng để có nhu cầu mua sắm thì alo cho chúng em. Đấy. Hiện tại bây giờ là xe khách em vẫn gửi hàng. Taxi em vẫn gọi để trả cho toàn thể các bác. Xe ôm đúng không ạ? Các bác nhu cầu alo cho em. Ok, em xin chào. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.